Ok hai các bạn ha. Và bây giờ thì tụi mình đã tới với phần 3 của Doraemon và Nobita Uncanny Valley các bạn. Và tụi mình đã tập hợp đủ Sokka, Chien, Seiko rồi các bạn ha. Và mình là Nobita. Bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu á đi qua bên căn nhà của Nobita, cái căn nhà mà cái thằng Doraemon và Nobita Uncanny Valley đã bắt Doraemon phiên bản bình thường của tụi mình đó các bạn. Ok. Đi thôi. Let's go nào những người anh em của chúng ta. Trời ơi, cái chuyện này á các bạn thì Chien, Seiko hay là Sokka gì cũng không biết về cái thằng Doraemon và Nobita phiên bản Uncanny Valley hết các bạn ha. Và tụi mình cũng đã khá là gọi là sao ta, khá là ngu khi mà đã nhận về những cái con Uncanny Valley đó các bạn à. Bây giờ á thì những con Uncanny Valley đó nó đang gọi là một cái sự ám ảnh đối với tất cả mọi người các bạn ha. Những con robot khi mà nó cảm xúc thật, nó là một cái bản sao chép mà hoàn toàn là 90% giống các bạn rồi á, thì thật là khó kiểm soát đúng không các bạn. Và các bạn sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra khi mà nó hành động. Ui xôi ôi, Doraemon, hãy chờ đợi bọn tôi. Bọn tôi đang trên đường tới chỗ bạn đây. Đây ngày hôm nay á thì mình được á, nhà của Seiko á các bạn đầu tư cho tụi mình á nguyên cái con xe Karukumura gì đó các bạn ha. Đây, một con xe khá là quen thuộc, Karukumura các bạn. Cũng lâu rồi mình chưa chạy cho nên mình quên con mở tên luôn rồi. Con xe này thì quá uy tín rồi các bạn, không còn phải phàn nàn hay là ý kiến gì thêm hết á. Một con xe chạy khá nhanh, khá đầm mà nó còn hả có khả năng chống nạn cực kỳ tốt nữa các bạn. À da, hình như mình đi sai đường á các bạn. À không sao, chị Google Maps vẫn chỉ cho mình một cái đường cũng khá là uy tín luôn các bạn ha. Mình đi cái đường này chắc là cũng không sao đâu. Ấy. Thật là kỳ lạ khi mà trong xe che nó bự nó cao thì mình không nói gì ha, nhưng mà Suka nó còn gọi là nó bự và nó cao hơn cả cái thằng che luôn kìa. Nhưng giờ là nó ngồi nó không có bị thụt xuống như là thằng che các bạn ha. Che nó nặng quá cho nên là nó ngồi con xe của mình nó bị thụt con mẹ nó ghế xuống dưới luôn rồi, cho nên là nhìn nó khá là bự luôn. Quay người ngày hôm nay á cỏ xanh quá các bạn ơi. Ê ơi à. Ây da, trời chơi chạy xe gì kỳ vậy, chơi xe tải mà chơi xe vậy là chết tụi em luôn rồi. Thôi kệ đi các bạn ơi, rồi cái đám tội phạm lại hoành hành nữa rồi, nó lại kéo quân ra rất là nhiều, nó định là thâu chiếm thành phố này nữa rồi các bạn ạ. À. Thôi kệ nó đi, bây giờ công việc tụi mình là đang quan tâm bây giờ là Doraemon các bạn, Doraemon. Trời ơi, hên đó là mình thấy tụi nó trước các bạn ha. Rồi sau đó mình đã xuống kêu Doraemon, nhưng mà nó không bắt mình các bạn ơi, nó bắt Doraemon tại Doraemon đang ngủ á. Rồi sau đó thì nó mới là có kế hoạch đó để bắt mình, để gọi là thay thế tụi mình luôn các bạn. Có nghĩa là từ phiên bản mà Uncanny Valley tụi nó sẽ thành phiên bản thật, phiên bản chính thức luôn, chứ không phải là một phiên bản sao chép từ robot nữa. Điều đó khá là nguy hiểm, mình rất là lo cho Doraemon các bạn ạ. Cho tụi em đi trước nha. Ôi, con xe này phải nói là với một khả năng rig thì rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Vô đây anh em, chúng ta chuẩn bị vô để hả giải cứu Doraemon thôi các bạn ơi. Đi theo mình, đi theo Nobita nè. Nè nè các bạn ơi, nó đứng sau á cái chỗ cái căn nhà đó của mình á. Bởi vậy á bây giờ tụi mình hả mau lấy vũ khí cái đi, để chuẩn bị á tụi nó mà xông ra á là tụi mình chơi liền các bạn ơi. Để mình lấy vũ khí các bạn ơi. Ok đấy. Ờ tụi đâu rồi? Ê, mới ngày hôm qua mình còn thấy là Nobita với lại Doraemon Ganevali á, để cái hàng Doraemon phiên bản bình thường nằm ở đây mà. Bây giờ tối đóng mất tiêu rồi, để mình đi kiếm xung quanh căn nhà thử xem như thế nào. Ở đây cũng không có luôn rồi.
Ở đây cũng không có luôn rồi mọi người ơi. Ây da, vãi thật, trong thời điểm quan trọng như vậy mà còn té cầu thang nữa. Để mình chạy đây mình xem thử nha. Vẫn không thấy luôn rồi các bạn à. Ây da, bây giờ phải làm sao đây? Vẫn không có luôn rồi. Tất cả mọi người, trời ơi, mình kiếm nãy giờ vẫn không thấy. Rõ ràng là ngày hôm qua Doraemon nó vẫn còn ở đây mà. Tụi mình á phải tìm cách để cứu Doraemon, chắc chắn á là có gì gì đó. Tụi mình á phải tìm cách để cứu Doraemon, chắc chắn á là có điều gì đó đang xảy ra đây rồi. Đúng vậy, Doraemon á là bạn thân của chúng ta không thể nào á để nó một mình như vậy được. Nhưng mà làm cách nào á để tìm Doraemon đây? Cái chuyện đó bây giờ á không hề dễ dàng á một chút xíu đâu cả. Ok, bây giờ á tôi có cách như thế này. Tôi á đang giữ cái chìa khóa cổ máy thời gian á của Doraemon. Bây giờ tôi sẽ lấy cổ máy thời gian của Doraemon ra để quay trở về ngày hôm qua để xem thử á là tụi nó đã đưa Doraemon á đi đâu rồi. Và chúng ta sẽ dùng cổ máy thời gian này để đi tìm Doraemon nha. Ok, kế hoạch quá là tuyệt vời. Mau làm thôi, Nobita. Yes, yes, ok. Cỗ máy thời gian của Doraemon á thì không thể nào á mà để lên trên cho tất cả mọi người ở ngoài thấy cả. Mình sẽ tới đây các bạn ha. Đây, bây giờ á mình sẽ triệu hồi ra cái cỗ máy Doraemon thời gian á để mình đi tìm Doraemon thôi các bạn. Tụi mình sẽ quyết tâm á tìm cho bằng được Doraemon ha. Ok các bạn. Đây, đây chính là cỗ máy thời gian á Machine của Doraemon các bạn ha. Ấy, khá lâu rồi á mình mới thấy lại được á cái cỗ máy thời gian của Doraemon này đó các bạn ạ. Đây, để mình xem thử là nó còn hoạt động không các bạn ha. Ây da, sao tự nhiên mình không lên được xe vậy? Ê, mình bị kẹt cái luôn rồi. Quái thật, ây da, mình bị kẹt luôn rồi các bạn ạ. Chuyện gì xảy ra đây? Mình không di chuyển được. Chắc lâu quá chưa sử dụng nên cỗ máy này nó có vấn đề gì rồi các bạn ạ. Ok, như vậy là mình đã lên được á cái cỗ máy thời gian này rồi các bạn ha. Bây giờ á mình sẽ cho những người bạn của mình là Chaien, Seiko, Suka lên cỗ máy thời gian này chung với lại tụi mình. Đây, ok rồi. Ủa sao có mình Chaien vậy? Còn ở đâu? Phải lên đủ hết thì mình mới có thể sử dụng và di chuyển được các bạn ha. Có một mình á, thằng Che nó lên được rồi các bạn ơi. Mình đang đợi hả Seiko và Suka lên tiếp theo các bạn ơi. Còn chỗ ngồi mà. Ơi, một mình cái thằng Che nó ngồi lên á, là muốn hết chỗ của tụi mình luôn rồi các bạn ạ. Ok rồi các bạn. Và như vậy á, tụi mình đã lên được á chiếc xe Machine cổ máy thời gian của Doraemon rồi. Trời ơi, cổ máy thời gian này á khá là chi tiết luôn kìa. Nó còn có tốc độ á ở trước cái màn hình đó các bạn thấy không, và một cái đồng hồ điện tử. Đây là một cái nút đỏ để có thể dịch chuyển tức thời các bạn ha, về quá khứ hoặc là tương lai. Nhưng mà mình sẽ sử dụng chức năng á là đi tìm á Doraemon đang ở đâu các bạn. Đấy. Ôi, ngồi còn lắc lắc cái đầu nữa kìa. What the fuck, chúng ta đang đi tìm Doraemon chứ không phải là đang chill mà còn ngồi lắc lắc nữa. Trời ơi, một mình thằng Che nó ngồi là muốn hết cái xe này của tụi mình luôn rồi. Làm cho hả Seiko với lại Suka phải đứng. Ok, bây giờ mình sẽ kích hoạt cái chức năng bay và bắt đầu á tìm kiếm Doraemon thôi các bạn ha. Đây. Wow, cái con xe này nó bay được rồi này các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ lần theo dấu vết mà trên con xe này để lại và đi tìm Doraemon thôi các bạn ơi. Wow, lâu lắm rồi á mình mới lái lại được con xe cổ máy thời gian này đó các bạn. Mình đã phát hiện ra một dấu hiệu mà cổ máy thời gian này nó đã gửi về cho mình, và mình sẽ bắt đầu di chuyển
đã tới đó rồi các bạn ha. Nếu như mà có dịch chuyển á, hay là có gì đó thì cổ máy này nó sẽ auto, nó làm hết. Tụi mình chỉ việc bay thôi. Còn cổ máy này thì nó sẽ auto làm hết cho tụi mình ha. Waze. Ây da, lâu quá chưa sử dụng, lái nó cũng hơi khó các bạn ạ. Trời ơi, bay, các bạn thấy bay khá là chậm nhờ, nhưng mà tốc độ cũng khá là cao đấy. Đây các bạn thấy nè. Đấy, các bạn thấy tốc độ nó bay không? Không phải chậm thôi nha các bạn. Tốc độ bay rất là cao ấy, tại vì nó là một con máy thời gian mà. Ấy, các bạn thấy chưa? Coi chừng trúng vào ngọn núi nha. Trúng vào ngọn núi là ăn shit luôn á các bạn. Ôi ôi, cái tụi Uncanny Valley này đưa Doraemon đi đâu mà xa dữ vậy? À đúng rồi các bạn ơi, tại vì tụi nó có một khả năng chạy khá là nhanh. Vì vậy tụi nó đưa Doraemon đi đâu thì làm sao biết được chứ hả? Tụi nó có khả năng chạy khá là nhanh luôn các bạn ha. Các bạn xem Uncanny Valley ở trên trên đài trên báo thì chắc các bạn đã biết khả năng chạy của nó rồi. Ơi, cổ máy thời gian này á đưa tụi mình đi đâu vậy? Rồi nó đứng vậy mà nó không sợ té rồi các bạn. Seiko với lại Suka đứng ở trên đây mà không sợ té luôn á. Còn thằng này ngồi coi chừng ngã ngửa làm sao nha. Đây. Ê, hình như á là nó đưa tụi mình á tới một ngôi làng các bạn ạ. À. Ê, một ngôi làng khá là kỳ lạ. Đó giờ mình chưa thấy ngôi làng này lần nào luôn á. Nên mình hạ xuống mình kiểm tra tình hình rồi các bạn. Ây da. Ây da, cổ máy thời gian của tụi mình. Trời ơi, mình đã đáp không đúng cách rồi các bạn. Mình đã hạ độ cao quá nhanh, làm cho nó bị unclippable luôn các bạn ơi, làm cho nó bị crack luôn. Rồi để mình đứng đây đi các bạn ơi, kiểm tra tình hình làng nó như thế nào nha. À, ở đây là đâu vậy hả Nobita? Mình cũng không biết đây là đâu nữa. Do cuộn máy thời gian á dịch chuyển cho nên á mình chỉ ngồi theo thôi à. À, lần trước á có một ngôi làng kìa, tụi mình á hãy đi tới đó hỏi thăm thử xem như thế nào. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ đi vô cái làng để hỏi thăm nha. Bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu chạy lên ngôi làng đó, nhưng mà để mình xem thử coi đường lên ngôi làng đó là ở đâu. Như dẫn tụi mình đi đâu vậy? À, mình phải chạy mình phải chạy bộ rồi các bạn ơi. Nhưng mà chạy bộ đối với lại con xe thời gian này thì nó cũng khá là nhanh đó. Nó chạy bộ thôi chứ hả, các bạn thấy tốc độ nó không? Bay là mình sợ hồi mình rớt xuống luôn á các bạn ơi. Đây cũng là điều là do cái con xe này á, nó tự điều khiển các bạn ha. Ôi, con xe quá đẹp. Đây, mình đã thấy được cái cổng làng của cái ngôi làng rồi. Ok rồi. Tới nơi rồi các bạn ơi, xuống xe. Ê, mình cất vũ khí đi các bạn ơi. Sợ thấy mình có vũ khí bắt đầu hả, nó tưởng mình muốn hả tấn công nó. À anh ơi, tụi em á đang tìm kiếm một người á, không biết á anh có thể cho em vào đây á để hỏi thăm được không anh? À được 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 được, nhưng mà tụi cháu là ai vậy? Dạ tụi cháu là Nobita, cho em và Seiko. Có Suka, tụi cháu đang tìm kiếm một người bạn của tụi cháu tên là Doraemon. Bạn ấy á đã bị hai á sinh vật á bắt đi, vậy cỗ máy này á đã đưa tụi cháu tới ngôi làng này.
và có vết tích của bạn tụi cháu. Cho nên là cháu xin vào để hỏi tất cả mọi người ở trong làng. Được, ok, được, được, được. Bây giờ ta sẽ mở cổng cho tụi con vào. Ok các bạn, cánh cổng đã được mở rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi vào thôi. Đây có rất là nhiều dân làng ở trong đây nè các bạn. Để mình vô mình hỏi nha. Ui, người dân trong đây á cũng khá là kỳ lạ nữa các bạn ha. Ăn mặc khá là kỳ lạ luôn. Để mình đi ra ngoài mình hỏi mấy cái người ngoài. Mấy người ngoài thì cơ bộ ăn mặc thì nó chỉnh tề hơn các bạn ơi. Đây ha. Hai chú ơi, cho con hỏi là không biết là hai chú có biết một người bạn của con rất là cao xanh, nó là một người máy tên là Doraemon á, đã từng tới đây không vậy hai chú? À, có một Doraemon và một Nobita phiên bản rất là kỳ lạ, người thì trắng bóc và đã xuất hiện ở đây và bắt cóc một số người dân ở trong làng của tôi. Bây giờ tôi cũng đang tìm kiếm mấy ngày trời nhưng mà không biết, không gặp được. Mau các anh nếu mà biết được hay là làm gì được hãy cứu tụi tôi với. Hai phiên bản Nobita và Doraemon kỳ lạ này rất là ác độc. Ok, mọi người yên tâm, đây là công việc của tụi tôi và tụi tôi cũng đang kiếm nó. Chúng tôi sẽ giải cứu hết tất cả mọi người. Tất cả mọi người hãy cứ yên tâm. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu đi điều tra rồi các bạn. Thử coi là tụi nó có ẩn nấp ở đâu trong cái ngôi làng này không ha. Đây là những cái ký hiệu rất là kỳ lạ của những người dân ở trong cái ngôi làng này, cho nên là mình sẽ không có quan tâm tới, là mình cũng không có đề cập tới ha. Đây là cái văn hóa của họ. Mình chỉ tìm là cái dấu vết thôi các bạn. Tại sao ở đây là có một cây vũ khí giống tụi mình tới như vậy? Ở trên hòn đá này. Hòn đá này như hình như là hòn đá để cầu nguyện nè các bạn. Không biết là có dấu vết gì ở đây không nữa. Để mình đi tìm xung quanh đây một lần nữa ha. Để tụi mình đi xuống dưới tìm các bạn ơi. Ở đây thì nó không có gì rồi. Đi xuống đây nào tất cả mọi người, coi chừng té nha. Chắc chắn là sẽ có một cái dấu vết nào đó xung quanh khu vực này. Xung quanh cái gọi là cái hòn đảo, không phải hòn đảo mà cái ngọn núi này các bạn ạ. Nếu mà dưới đây không có thì tụi mình sẽ tìm tiếp tục ở lên trên của ngôi làng này, chứ tụi nó không có gọi là trú ngụ ở trong cái ngôi làng này rồi. Tụi nó đã bắt cóc và xong tụi nó đi nơi khác rồi các bạn ha. Ê, bên kia hình như là có một ký hiệu nào đó. Nó đang nằm ở trên nhích núi kia các bạn. Đấy các bạn thấy không? Một ký hiệu của người dân ở trên ngọn núi đó. Ok, bây giờ tụi mình mau đi vô chỗ này thôi các bạn ơi. Đi thôi anh em, cẩn thận nha. Ở chỗ này nó nhìn nó kỳ dị quá các bạn ơi. Nó không giống bất cứ chỗ nào mà tụi mình nó từng đi tới cả. Ê, ở đây nó có ghi chữ gì kìa. Rip Thanh. Ở đây chữ gì ở đây? Ai ghi những chữ gì ở đây vậy? Ê, mình đã tìm thấy Doraemon của tụi mình rồi các bạn. Uầy, tại sao Doraemon lại bị bỏ vô cái hang mà rất là nhiều những cái dòng chữ kỳ lạ như thế này, lại còn có lửa nữa. Chuyện gì đang xảy ra đi? Doraemon, Doraemon mày mau tỉnh dậy đi. Tụi tôi đã tới rồi đây nè Doraemon.
Ủa, chuyện gì đang diễn ra như thế này? Tại sao á, mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo? Uầy, đằng trước mặt mình á là cái gì vậy? Ê, các bạn có thấy á, là tụi mình á đang bị mờ mờ ảo ảo các bạn. Còn ở dưới xanh lẹt xanh lét luôn, tụi mình chả thấy cái gì ở dưới cả. Uầy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta là Doraemon Uncanny Valley đây. Chào mừng đến với thế giới của tụi tao. Tụi bay sẽ không bao giờ thắng được tụi tao. À, đây rồi các bạn. Đây chính là Doraemon Uncanny Valley nè. À, bây giờ chúng tôi sẽ quyết tâm giải cứu Doraemon và những người ở trong ngôi làng này. Và chúng tôi sẽ không cho bạn làm tổn thương bất kỳ ai nữa. Mọi người hãy tiến lên. Nào tất cả mọi người, hãy cùng mau chiến đấu lại Doraemon thôi. Mày hả mày? Uầy, tại sao trên đầu Doraemon nó lại chớp chớp đủ thứ màu như vậy? Thật là một Doraemon Uncanny Valley kỳ lạ các bạn. Ây da, Doraemon Uncanny Valley này, chúng tôi sẽ chiến thắng bạn và giải cứu tất cả mọi người. Doraemon Uncanny Valley này, ê, cái đầu nó nhìn cũng thật là đáng sợ luôn các bạn. Mình chưa từng bao giờ thấy một con robot nào như thế này cả, kể cả là con mèo mái Doraemon. Ủa cái đầu nó kìa. Mày hả mày, đây là phiên bản rất là kỳ lạ. Như người dân nghe nói là phiên bản kỳ lạ mà các bạn. Mày hả mày, mày Doraemon phiên bản kỳ lạ mày. Doraemon phiên bản kỳ lạ mày. Giết nó em à. Chơi nó. Chơi nó các bạn ơi. Mày hả mày. Mày. Đánh trúng luôn cái thằng hả Chen luôn rồi các bạn ạ. Tụi mình sẽ cứu được Doraemon và đánh thắng được Doraemon Uncanny Valley. Ê, đánh như này thì không biết khi nào nó mới chết các bạn ơi. Bây giờ tụi mình phải sử dụng một cái hả gọi là một cái trí thông minh nào đó, một cái mưu mẹo đó. Này súng điện đúng không? Để mình đánh bại nó các bạn ơi. Này súng gì đây? Này súng gulo các bạn ơi. Để mình lấy cái súng đây. Đó, để mình rút điện ở trong cơ thể anh Kenny Valley á của thằng Doraemon robot bản sao này ra. Mình thấy nó yếu hơn rồi các bạn ơi. Ấy, cái đầu nó bắt đầu chuyển qua màu khác rồi. Mình tin là tụi mình sẽ thắng được nó. Trời ơi, che nó bay kìa các bạn. Cái súng này thật là quá giật. Mày hả mày. Mày nè. Trời ơi. Trời, bắn bể đá luôn kìa các bạn. Ghê thiệt. What the fuck. Bắn bể cục đá luôn. Đây mình sắp, chắc là mình sắp rút được điện của nó rồi đó. Cái súng này mạnh quá các bạn ơi. Rút điện trong cơ thể robot bản sao đó. Bây giờ nó vẫn đánh hơn những người bạn của mình kìa. Quá mạnh các bạn ơi. Cho mày thêm một phát bòi nữa. Ây da, nhưng nó biến nó mất tiêu rồi các bạn ạ. Tụi mình nó thật sự đánh bại được nó chưa? Để mình lên mình kiểm tra. Ê, ê, Doraemon nó tỉnh dậy rồi này các bạn. Nè Doraemon, bạn, bạn có phải là Doraemon bình thường không vậy? Mừng quá. Tôi á, đã được trở về rồi. Nếu như không có các bạn thì tôi á,
đã bị cái thằng Doraemon Uncannivali này á chuyển thể thành bản chính rồi. Ok, vậy thì quá hay rồi các bạn ạ. Và như vậy tụi mình đã giải cứu thành công Doraemon rồi. Bây giờ á, mình sẽ lên mình báo tin á cho dân làng ở chẳng biết các bạn ha. Xin chào tất cả mọi người. Tụi tôi á đã đánh bại được Doraemon Uncannivali và giải cứu thành công được bạn của tụi tôi rồi. Và những người dân làng khác bây giờ á sẽ không còn lo sợ những cái thằng Uncannivali kia nữa. Phiên bản Doraemon và Nobita phiên bản đặc biệt. Vậy hả? Cảm ơn tất cả các cậu. Các cậu á đã giúp chúng tôi rồi. Nhưng mà hồi nãy hình như á là tôi nghe em nói là các cháu đánh bại được Doraemon Uncannivali hả? Dạ, đúng rồi. Sao vậy chú? Đâu có gì đâu. Gì vậy? Sao ông này ổng cười với một cái điệu cười ghê quá vậy? Ê, sao tự nhiên giờ mình thấy ở trong đây á, ở trong ngôi làng này cảm giác khá là ngột ngạt luôn á các bạn. Mình sắp ngất rồi các bạn ơi. Chuyện gì để xảy ra đây? Ây da, những người dân này tại sao lại lấy súng để tấn công tụi mình vậy chứ hả? Ây da, chuyện gì để xảy ra đây? Ây da, chúng ta đã bị mắc bẫy và đã bị phục kích bởi những người dân ở trong ngôi làng rồi. Chuyện này là sao đây? Bây giờ á, mình ngất đi các bạn ơi. Mình không còn sức để chống đỡ lại những người dân ở trong ngôi làng này nữa. Các bạn ơi. Vâng, và thưa các bạn, và phần 3 của Doraemon và Uncannivali Nobita tới đây là kết thúc. Và nếu các bạn thích thì hãy nhớ cho một like, một subscribe mạnh mạnh nha. Và các bạn hãy cùng đón chờ xem phần 4 sẽ như thế nào. Ok. Bây giờ thì mình là Stormy Gaming. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Xin chào tạm biệt.